Vợ chồng hay cãi nhau vì sao? Kính thưa quý vị, nhà nào hay cãi nhau xem video này là hết. Đó là điều hết sức bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên và chúng ta cũng không nên lầm tưởng rằng một cuộc hôn nhân mỹ mãn tức là vợ chồng không bao giờ cãi nhau. Thế nhưng, để những tranh cãi ấy đi đến tiếng nói chung mà không phải là châm ngòi cho những rạn nứt đổ vỡ trong hôn nhân, hãy cùng xem video ngày hôm nay nhé. Một cuộc khảo sát mới tiến hành gần đây cho thấy, trung bình, các cặp đôi cãi nhau khoảng 2,465 lần trong một năm, tương đương với 7 lần mỗi ngày. Đây có thể là một kết quả bất ngờ, thế nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, vậy mà tại sao những đôi yêu nhau vẫn thường xuyên cãi cọ, thậm chí trách mắng nhau? Điều này khiến các nhà tâm lý học Anh hết sức tò mò, và họ đã tiến hành một nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân tại sao các cặp đôi thường hay cãi nhau tới như vậy. Công trình nghiên cứu được tiến hành thông qua khảo sát và lấy ý kiến của 3.000 người, bao gồm cả những người đã kết hôn và những người đang yêu. Theo đó, những người tham gia vào cuộc khảo sát sẽ trả lời một bảng câu hỏi về số lần cãi nhau của họ. Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc cãi nhau ấy là gì? Kết quả nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nguyên nhân chính dẫn tới cãi nhau ở các cặp đôi là do mâu thuẫn trong quan điểm và thiếu sự lắng nghe lẫn nhau. Bởi khi yêu nhau, người ta hay có thói quen phớt lờ những điều mà đối phương cho là vô cùng quan trọng. Những bất đồng quan điểm của các cặp đôi xoay quanh vấn đề chủ yếu là tiền bạc, chi tiêu và phân công công việc trong gia đình. Theo ước tính, đây là nguyên nhân chính dẫn tới 115 vụ cãi nhau mỗi năm. Bên cạnh đó, nguyên nhân chính thứ hai khiến các cặp đôi thường xuyên tranh cãi đó là vấn đề vung tay quá chán. Trong cuộc sống hôn nhân, việc một người chi tiền quá mức vào những món đồ vô nghĩa hoặc không cần thiết thường khiến đối phương vô cùng bực mình và khó chịu. Đây là nguyên nhân của 109 vụ cãi nhau mỗi năm, trong đó có 108 vụ liên quan tới tiền bạc. Lười biếng và không chịu chia sẻ công việc trong gia đình cũng góp phần vào tỷ lệ cãi nhau mỗi năm của các cặp đôi. Các số liệu khảo sát đã cho thấy những tranh cãi về vấn đề phân công công việc trong gia đình gây nên 105 vụ cãi nhau. Không những thế, việc thảo luận xem nên ăn gì vào bữa tối cũng là nguyên nhân của 92 vụ tranh cãi mỗi năm. Và có tới 80 cuộc tranh cãi bắt nguồn từ việc một người đi giày dính bùn vào trong nhà. Ngoài ra, vấn đề mở chương trình TV nào để xem, ném những đồ cũ ra thùng rác và lái xe quá nhanh cũng góp phần vào hơn một cuộc cãi vã mỗi tuần. Thiếu quan hệ tình dục và những bất đồng xung quanh chuyện ấy dẫn tới khoảng 80 vụ cãi nhau mỗi năm. Điều đáng nói hơn cả là con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Đồng thời, kết quả khảo sát cũng cho thấy 88 vụ cãi nhau của các cặp vợ chồng liên quan tới những nguyên tắc giáo dục con trẻ. 79 vụ tranh cãi xuất phát từ việc vi phạm những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức ở trên. Cãi nhau là một phần cơ bản của cuộc sống, nó quan trọng như tình yêu vậy. Chính những tranh cãi và bất đồng mới khiến cho hai bên thêm hiểu và thông cảm lẫn nhau hơn. Thậm chí, ngay cả những cặp đôi hoàn toàn tâm đầu ý hợp cũng không thể tránh khỏi cãi vã, bởi đó là cơ sở tạo nên một mối quan hệ vững chắc. Và đó mới là cuộc sống thực sự, một thành viên thuộc nhóm nghiên cứu cho biết. Cách khắc phục 10 vấn đề vợ chồng hay xung đột nhất. Từ những vấn đề lớn như con cái, tiền bạc, quan hệ tình dục, cho tới những chuyện nhỏ như là tối nay ăn gì, xem phim gì, cắt móng chân, móng tay, vân vân. Con cái. Những cuộc thảo luận và cãi vã về con cái giữa các cặp vợ chồng chưa bao giờ có hồi kết, từ việc khi nào nên sinh con, cho tới việc nuôi dạy chúng thế nào, cho chúng ăn uống ra sao, chi bao nhiêu tiền cho chúng, cho phép chúng đi chơi với những ai, theo dõi việc học hành như thế nào. Cách khắc phục. Tốt nhất hai bạn hãy nói chuyện với nhau và học cách thỏa hiệp. Con cái là của chung, vì vậy hãy lắng nghe ý kiến của nhau và cùng hợp tác với nhau trong việc giáo dục chúng. Có như vậy,
con bạn mới được nuôi dạy tốt hơn. Sự nghiệp, cả hai bạn đều đi làm hay chỉ có một người đi làm? Bạn muốn nửa kia dành bao nhiêu thời gian cho công việc và bao nhiêu thời gian cho gia đình? Công việc của bạn hoặc nửa kia có ảnh hưởng tới gia đình hay không? Bạn có thích bạn đời liên tục đi công tác hay không? Tất cả những vấn đề này đều có thể khiến cho vợ chồng nảy sinh tranh cãi. Cách khắc phục, hãy cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau về vấn đề này. Hãy cho đối phương biết sự nghiệp của bạn rất quan trọng, thế nhưng luôn đứng sau gia đình. Bạn có chăm lo cho sự nghiệp cũng là vì gia đình. Bên cạnh đó, đừng quên sắp xếp thời gian để thỉnh thoảng dẹp bỏ tất cả công việc lại phía sau và đi nghỉ ngắn cùng nhau. Tiền bạc, đây là một trong những vấn đề tranh cãi phổ biến giữa các cặp vợ chồng, từ việc ai sẽ chi những khoản gì và chi tiêu ra sao cho đến tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng. Cách khắc phục, bạn cần hiểu rằng không có tiền có thể khiến bạn đau đầu, nhưng miễn là hai bạn luôn bên nhau, hỗ trợ nhau thì mọi việc đều có thể được giải quyết. Hãy cùng nhau lập ngân sách tiết kiệm và chi tiêu mỗi tháng. Cả hai người đều cần biết hy sinh, cắt giảm những thứ không cần thiết của bản thân. Quan hệ tình dục, một cuộc sống chăn gối viên mãn sẽ làm tăng mối quan hệ khăng khít gắn bó giữa hai vợ chồng. Nhưng ngược lại, cuộc sống gia đình có thể trở thành địa ngục của sự nhàm chán. Cách khắc phục, một lần nữa, cả hai hãy cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Giao tiếp chính là chìa khóa giải quyết vấn đề này. Hai bạn đều cần phải cởi mở. Hãy nói cho đối phương biết bạn thích và không thích gì. Nhưng nhớ, hãy dùng những ngôn từ tuy thẳng thắn, nhưng thật khéo léo bạn nhé. Việc nhà cũng là một vấn đề gây xung đột lớn ở nhiều gia đình. Nếu một trong hai người, thường là phụ nữ, chăm chỉ làm việc nhà, trong khi nửa kia lại lười nhác, thì cãi vã rất dễ xảy ra. Cách khắc phục. Bí quyết của một gia đình hạnh phúc là tình yêu và sự tôn trọng. Hãy cùng ngồi lại nói chuyện với nhau về việc nhà. Hãy phân chia công việc và cùng gánh vác với nhau. Chồng đi làm, vợ cũng thế, nên cùng nhau chia sẻ việc nhà là điều hoàn toàn hợp lý. Tối nay ăn gì? Điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng trên thực tế, nó lại là chủ đề gây cãi vã của nhiều cặp vợ chồng. Cách khắc phục. Tối hôm nay hay ăn món bạn thích, nhưng đến tối hôm sau hay ăn món nửa kia thích. Đừng bao giờ chỉ nấu món mình thích mà không quan tâm tới đối phương. Hơn nữa, bạn cần nhớ rằng đường tới trái tim của đàn ông đi qua dạ dày đấy. Xem phim nào? Không ít những cặp đôi cãi vã về việc xem bộ phim nào. Điều này đặc biệt đúng nếu người vợ thích phim lãng mạn kiểu Hàn Quốc, nhưng người chồng lại thích phim hành động kiểu Hollywood. Cách khắc phục. Hãy thay phiên nhau lựa chọn bộ phim để xem. Nếu lần này bạn được chọn xem phim gì, thì lần tới hãy để anh ấy quyết định. Người yêu hay chồng hoặc vợ cũ? Tôi cho rằng tất cả các cặp vợ chồng đều từng có những cuộc cãi vã liên quan tới người cũ, đặc biệt là khi nửa kia vẫn còn giữ tình bạn với anh ấy hoặc cô ấy. Cách khắc phục. Nếu bạn là người gây ra cuộc cãi vã, bạn cần nhận ra rằng anh ấy hoặc cô ấy hiện giờ đang sống với bạn, chứ không phải với người kia. Hãy nói với anh ấy hoặc cô ấy bất cứ điều gì khiến bạn lo lắng, băn khoăn. Nếu bạn là người bị lôi vào cuộc cãi vã, hãy phân tích cho đối phương hiểu vấn đề và hãy nghĩ lại xem liệu rằng mình có phục